Đơn vị xã Đồng Kỳ xin được gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành đạt. Chúc hội diễn văn nghệ quần chúng huyện Yên Thế năm 2023 thành công tốt đẹp. Thưa quý vị thân mến, Yên Thế là một huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang, có diện tích trên 303 km2. Huyện Yên Thế có 19 xã, thị trấn với 3 trung tâm kinh tế xã hội là thị trấn Phổ Sương, thị trấn Bố Hạ, thị trấn Mỏ Tràng, và là một huyện đang phát triển và ngày càng giàu đẹp. Toàn huyện có khoảng 10 vạn dân với 8 dân tộc cùng chung sống. Yên Thế còn nổi tiếng với các khu di tích lịch sử, các khu du lịch sinh thái, chè Bản Ven, gà đồi Yên Thế. Về Yên Thế, quê hương cách mạng, dập cờ hoa lấp lánh sao vàng, còn nơi đây bao chiến tích oai hùng cùng hát vang biết tượng đài uy nghi người anh hùng áo vải. Đến với hội diễn văn nghệ quần chúng huyện Yên Thế năm 2023, đơn vị xã Đồng Kỳ xin được gửi tới toàn thể hội diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc xuyên suốt như sau: 1. Múa sắc màu bản giao trình diễn tốt múa. 2. Hát mời nước mời trầu dân ca quan họ qua phần trình diễn của câu lạc bộ quan họ xã Đồng Kỳ. 3. Múa vũ điệu kết đoàn trình diễn tốt múa. 4. Hát tô ca múa phụ hòa Yên Thế quê tôi, sáng tác Nguyễn Minh Tới, biên đạo múa Ngân Hành. Sau đây chương trình xin phép được bắt đầu, xin mời hội diễn cùng thưởng thức và đón xem.